Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 9 giờ 55 phút ngày 10 tháng 9 năm 2024. Buổi sáng ngày hôm nay thì mất điện. Giờ vẫn chưa có. Đợi điện. Đợi điện thì phá hai chiếc đài ra. Cứ quay video trước. Khi nào có điện thì tải nó lên để giới thiệu tới mọi người. Tải cái video nó lên chứ không phải cứ tải nó lên thì không biết là tải cái gì lên. Đây là chiếc đài Zvooq. Có model là RC EZ37V. Đài này phá là phan đình đáp. Phan đình đáp. Mà cái đài điện tử đúng là khi mà phan đình đáp thì hầu như là đáp đi hết, chả lấy được cái gì. Chả lấy được cái gì. Đây là bộ phên vỉ của nó đây. Đấy. Phan đình đáp. Đây là hai cái loa. Hai loa đài Zvooq EZ37 đấy. 37V đấy. 4 ohm 3W. Hai loa này vẫn đang nói bình thường. 4 ohm 3W. Đấy, 119 gọi điện tắt ngay vào luôn. Thế cho nó nhanh. Đời nó oai khoái thế. Thế nên em mới có cao nhân bảo là ngủ đi em, hãy ngủ đi em. Đời là như thế, dậy xem làm gì. Ngồi từ sáng đến giờ trả điện, bây giờ quay video lại điện. 119 gọi này cuộc thứ hai tắt ngay vào luôn. Bây giờ mà dừng video thì kính chẳng bỏ phiệt. Đồng chí thông cảm chưa? Sự đời nó thường như vậy. Cứ ngồi chơi chán chả gọi. Cứ quay video ngày nào như ngày nào. Rất hay gọi. Ê. Đôi loa này có đồng chí nào ưng cái bụng thì mình gửi tặng. Vì đài này là đài đồng hương với bật mã ôn nhá. Đài đồng hương với bật mã ôn. Đôi loa này tặng. Đôi loa này tặng không bán. Đang nói bình thường. Thế cho nó nhanh. Phá cái chiếc đài Zvooq đồng hương với bật mã ôn ra lấy được đúng cục biến áp nguồn. Lấy được đúng cục biến áp nguồn. 50.000 đồng cục biến áp nguồn này, cả cái bộ nguồn này luôn. À, cả mạch chính lưu luôn. Cả cầu trì luôn. 50.000 đồng. Vào 220V ra 9V. Bộ cơ. Bộ cơ này 100.000 đồng. Cả motor, cả mạch khuếch đại đầu tử. Không thay dây cura bánh tì, cứ để nguyên này. Để thay dây cura bánh tì thì kính chẳng bỏ phiền. 20.000 cái đồng cái dây, 20.000 cái đồng cái bánh tì rồi. Nếu mà thay dây cura bánh tì thì 150.000 đồng. Còn nếu cứ để như thế này thì 100.000 đồng. Còn đây là chiếc đài Sony. Combo đen là CFS208SI 119. Cuộc này là cuộc thứ 3. Tắt ngay vào luôn. CFS208SI. Ngủ đi em, hãy ngủ đi em. Đời là như thế, dậy xem làm gì. Sự đời vẫn vậy. Đây. Xin thưa tới quý vị và các bạn, 3,2 ohm 2,5W. Cái loa bên đây cũng là 3,2 ohm 2,5W nhưng mà không biết làm sao mà lại đi xịt nhũ vào đây. Xịt nhũ vào đây. Thế mình ghi. Ôi loa này thì lại phan đình đáp. Sẽ lắp cái kiếm cái loa khác lắp nó vào thôi. Không biết làm thế nào được. Đấy là khi tháo đài ra thì mới phát hiện ra được nhé. Nhưng còn nếu nhìn qua lưới thì chị cũng chả biết được. Đấy. Đây là nội thất của đài Sony CFS208SI. Ôi con này thì giờ tháo ra tắm rửa thôi. Chứ con này mà để đáp đi nữa thì lỗ to. Con này vừa mới tìm cái nắp pin mà chưa tìm thấy. Chưa giờ đã lú lẫn này, không biết này. Không biết nhét cái nắp pin ở đâu. Đây bộ cơ đây.
Đà này có khi lại chỉ tắm rửa lên để nghe radio thôi. Thôi thế mình dừng video nhá, mình dừng video xem có đồng chí nào gọi điện thì nghe máy, chứ còn đang quay video thì một lần nữa các đồng chí cũng biết rồi, thông cảm cho. Đang quay video mà dừng lại để nghe điện thoại thì đúng là ăn bát cháo lại chạy bà quãng đồng. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.